Thấy hai người bọn họ đã bị dọa cho đến sợ như vậy, tôi chẳng còn biện pháp nào cả, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Quả thật mà nói, tôi đâu muốn dọa họ như vậy. Có điều tôi không có thời gian để mà an ủi bọn họ, phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Lão bà đang trợn mắt nhìn tôi, bà ta tức giận rồi nói: "Uổng cho ngươi là đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết rằng chúng ta sợ ánh mặt trời hay sao? Ngươi bảo ta từ đây bước ra, chẳng phải chúng ta sẽ bị dương hỏa thiêu đốt đến hồn phi phách tán hay sao?" Nghe những lời bà lão nói, tôi càng thêm mù mịt. Thế này là sao? Tôi cau mày suy nghĩ. Hiện tại bây giờ là giờ Tí, bên ngoài làm sao có ánh mặt trời? Lão bà hừ lên một tiếng, không thèm để ý đến tôi nữa mà bắt đầu đề phòng tôi. Hiển nhiên bà ta đang cho rằng tôi làm hại bà ta. Nhìn bộ dạng của bà lão không giống như tôi nói, tôi liền vội vàng bật tiên nhãn để quan sát. Bên ngoài hoàn toàn không có thứ gì giống như là dương khí mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, từ bên ngoài âm khí còn đang ồn ào thổi vào bên trong. Lúc này tôi bắt đầu sinh nghi, bên ngoài không có thứ gì có dương hỏa định thiêu đốt bọn họ như lão bà nói. Chỉ duy nhất có một điều lạ là âm khí từ bên ngoài thổi vào rất mạnh. Nghĩ đến đây, tôi lại hỏi thêm lão bà một lần nữa: "Lão bà, tôi thấy bên ngoài quả thật không có thứ gì là dương hỏa như bà lão nói, bà lão có nhầm không ạ?" Bà lão nghe thấy vậy thì nổi cơn thịnh nộ. Bà lão lôi tay đứa cháu quay người đi vào bên trong. Tôi vội vàng chạy lên phía trước mặt bà lão. Tôi đưa hai tay ngăn lại rồi nói: "Lão bà, xin lão bà đừng có tức giận. Xin lão bà hãy chờ đã. Thực tình cháu không nói dối lão bà. Hiện giờ là 12 giờ đêm và đúng giờ chính tí. Bên ngoài không hề có cái gì được gọi là dương khí, sao có thể hại được lão bà? Lão bà nói ở bên ngoài có dương hỏa, đây nhất định là tại cánh cửa lớn có vấn đề. Xin lão bà đợi cháu một lát. Nếu như cháu không tìm ra nguyên nhân, khi đó hai bà cháu đi vào bên trong cũng chưa muộn." Đúng vậy, có thể Hà quản gia đã chấn yểm vật gì đó ngay tại cửa chính ra vào. Có như vậy mới có thể khiến cho quỷ hồn không thể rời đi. Trong đạo thuật của phái Mao Sơn có rất nhiều pháp thuật và trận pháp để ngăn cản quỷ hồn tiến lên phía trước. Mà ngay cả trong đạo pháp của phái Thất Sơn chúng tôi cũng như vậy. Chẳng hạn như lần trước tôi cùng Tin Béo đi trúc mộ thôn, ở âm linh động tôi đã từng thi triển qua thiết môn trận, dùng 36 đồng tiền để bày ra trận pháp 36 vị tinh tú, khiến cho lũ quỷ hồn tưởng rằng bên ngoài những đồng tiền là ánh mặt trời, khiến cho bọn quỷ hồn không dám bước qua trận pháp để đuổi theo chúng tôi. Lão bà nhìn vào đôi mắt của tôi một lát, có lẽ lão bà thấy tôi đáng tin, cho nên cuối cùng bà lão cũng gật đầu. Có điều sau đó lão bà vẫn còn đề phòng tôi, nên dắt tay đứa cháu lùi lại một khoảng khá xa, rồi đứng quan sát xem tôi làm thế nào. Khi ấy có thể nói là Lâm Hiểu Kỳ đã trông thấy tôi. Hiểu Kỳ liền rời khỏi xe chạy đến chỗ của tôi. Cô ta cất giọng lo lắng hỏi: "Anh Nam, anh sao rồi? Có tìm ra nguyên nhân gì không?" Tôi lắc đầu rồi nói: "Hiện tại anh vẫn còn chưa rõ ràng. Có lẽ vấn đề chính là ở ngay cửa lớn dẫn vào đại sảnh." "Thế sao? Nhưng mà ở đây đâu có gì đặc biệt." Hiểu Kỳ nghi hoặc hỏi: "Em nhìn như vậy đương nhiên là không thể thấy, phải dùng đến cái này." Nói rồi tôi lấy chiếc la bàn từ trong túi ra. "La bàn?" Hiểu Kỳ kêu lên ngạc nhiên. Tôi liền gật đầu, sau đó tôi cầm la bàn trên tay nói với Hiểu Kỳ: "La bàn này có thể tra từ trường của âm dương, nếu như có gì là nó sẽ đưa ra những phản ứng." Tuy rằng thiên nhãn của tôi có thể nhìn thấy âm dương, song thiên nhãn cũng chỉ là thiên nhãn, chỉ có thể nhìn thấy những vật thể trước mắt, chứ không thể nhìn thấy những vật chôn sâu ở dưới lòng đất. Nằm ở khi đó, Hiểu Kỳ đột ngột kêu lên: "La bàn của anh đang quay tít lên kìa, không phải là ở dưới đất có quỷ đấy chứ?" Tôi vội vàng nhìn xuống la bàn, quả nhiên kim trong la bàn không ngừng xoay tít. Phản ứng của tôi là giật mình kinh sợ, chẳng lẽ ở đây lại có hung hồn? Nhưng cũng đúng lúc ấy thì kim trên la bàn ngừng quay, đó là trầm kim. Tôi lần theo hướng chỉ của la bàn, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra bà lão và đứa bé làm nhiễu loạn la bàn, hại tôi phải giật mình kinh hãi. Biết được nguyên nhân khiến cho la bàn quay tít, vì không muốn cho Hiểu Kỳ hoảng sợ, tôi bảo Hiểu Kỳ ra xe đợi tôi trước. Nằm ngờ Hiểu Kỳ không chịu ra, cô ta nói có tôi ở đây cô ta không sợ. Cuối cùng chẳng còn cách gì khác, tôi đành để cho Hiểu Kỳ ở lại. Tiếp theo tôi quay sang nói với lão bà: "Lão bà, xin lão bà tránh xa một chút, la bàn của tôi bị hai người làm cho nhiễu rồi." Lão bà gật đầu, sau đó dắt theo đứa cháu bay về phía sau. Lần này thì đến lượt nhân viên bảo vệ, họ sợ chết khiếp, bởi vì lão bà lần này bay lùi lại, vô tình bay thẳng đến chỗ nhân viên bảo vệ đang nấp. Sau đó đứng trước mặt của anh ta, bởi vì vận trình của anh chàng họ Lý này đang gặp vận đen, cho nên anh ta mới nhìn thấy được ma quỷ. Thấy lão bà và đứa bé dừng lại ngay trước mặt mình, anh chàng họ Lý này sợ hãi đến không tự chủ được nữa mà đái cả ra quần. Toàn thân của anh ta run lên bần bật, anh ta hét lên thất thanh rồi lao như một mũi tên chạy đến ôm chầm lấy tôi, miệng lắp bắp nói: "Quỷ, có quỷ đang định bắt tôi, đại sư ơi cứu tôi với."
Hai nhân viên bảo vệ còn lại nhìn thấy anh chàng họ Lý sợ đến đái cả ra quần. Lẽ nào họ không hiểu được nguyên nhân? Thế là họ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chạy thục mạc đến chỗ của tôi. Thế bộ dạng của bọn họ sẽ đến như vậy, tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười, chỉ đành cười xin lỗi ba người. Nhưng đúng lúc mà tôi quay người lại, bất chợt tôi thấy Hiểu Kỳ đang biểu lộ thái độ rất sợ hãi. Mồm miệng của cô ta há hốc, chỉ tay vào tôi mà răng của Hiểu Kỳ đang đánh lập cập vào nhau. Anh, bà nãy anh nói chuyện với ai? Lão bà ở đây là lão bà gì cơ? Nhìn thấy điều bộ sợ hãi của Hiểu Kỳ, tôi không biết nên an ủi cô ta hay là nói dối. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đáp, không sao đâu, những vong hồn ở đây đều là lương thiện, họ sẽ không có hại người đâu. Em cứ coi như họ là những người tàng hình là được rồi, đừng có sợ. Nào ai biết được, nghe tôi nói như vậy, Hiểu Kỳ lại càng sợ hãi hơn. Cô ta lắp bắp nói, cái gì, bọn họ, ý anh nói không phải là chỉ có một con quỷ thôi sao? Lời còn chưa nói xong, Hiểu Kỳ nhanh như một cơn gió chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa nói, em ra xe đợi thì tốt hơn. Nếu như lúc này có thể dùng Zalo để biểu thị, tôi sẽ chọn một hình đang vã mồ hôi, bên trên vẽ thêm một đàn quả đen. Đại sư, bọn họ thực sự không làm hại chúng ta chứ? Lúc này anh chàng họ Lý lo lắng hỏi tôi. Đúng vậy, các anh nên yên tâm, bọn họ thực sự không làm hại chúng ta. Nếu như các anh còn sợ, cứ đứng lại gần tôi là được. Tôi biết buổi tối hôm nay đã thực sự làm cho họ khiếp sợ, tôi liền an ủi ba người. Sau khi bà lão di chuyển ra xa, cuối cùng la bàn cũng trở lại bình thường. Tôi cầm la bàn đi tới trước cửa lớn. Đúng vào lúc mà tôi bước đến cửa lớn, đột nhiên la bàn trên tay của tôi bắt đầu xoay tròn. Một lát sau thì kim dừng lại. Tôi chăm chú nhìn vào chiếc la bàn, quả nhiên đầu kim không quay về phía vạch trung tuyến. Đây chính là chắc kim mà trước đây tôi đã từng nói. Kim chắc không quay về phía vạch trung tuyến, điều đó nói lên rằng dưới nền nhà có thần sát vật. Đến đây thì tôi đã tìm ra được đáp án. Tôi vô cùng phấn khởi quay sang ba người nhân viên bảo vệ rồi nói, các anh có đồ dùng để đào nền nhà hay không? Đồ đào đất. Cả ba người trong mày suy nghĩ. Một lát sau trong số đó liền nói, hình như ở trên tầng 2 có một chiếc mai sắt. Tôi quay sang nhìn sàn nhà nơi cửa lớn. Ở đây được lát những viên đá phiến rất lớn. Nếu dùng mai để đào đất thì còn khả trở, nhưng nếu dùng để cạy những phiến đá lát nền lên thì quả nhiên là một việc vô cùng khó khăn. Thế nên tôi lắc đầu nói, cái mai sắt đó không có dùng được, còn loại công cụ nào khác không? Khi đó anh chàng họ Lý vỗ trán rồi nói, ồ đúng rồi, lần trước tôi đi tuần phát hiện ra ở trên tầng 7 có một không gian đang sửa chữa. Trong phòng đó có một chiếc chày sắt. Cái chày sắt ấy dùng để đập vỡ mấy tấm đá nền thì rất là tuyệt vời. Thật vậy sao? Cái thứ đồ đó xem ra có tác dụng, anh có thể đi lấy cho tôi được không? Tôi vui mừng rỡ nói với anh ta. Anh chàng họ Lý nghe tôi nói như vậy thì mồm miệng há hốc. Anh ta vò đầu bứt tai khổ sở lắp bắp nói, Tôi sợ lắm. Đúng là tôi quên mất chuyện này. Tôi vỗ đầu, nghĩ lại anh chàng họ Lý này sẽ đến vái đái cả ra quần, làm sao có thể dám đi cơ chứ. Tôi vội vàng nói với anh ta, đừng sợ, tôi sẽ đi với anh. Anh chàng họ Lý vội gật đầu. Sau đó anh ta đi cùng tôi vào thang máy lên tầng 7. Nhưng có một điều mà tôi vẫn còn chưa hiểu, đó là hai nhân viên bảo vệ kia cũng đi theo sau lưng của tôi. Các anh... Thế hai người vội vàng chạy vào trong thang máy. Tôi liền nghi hoặc hỏi, đại sư, ở dưới này có quỷ, đại sư biết rồi mà. Cả hai người đều lắp bắp nói. Thế bộ dạng của hai người, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Thế nên tôi liền gật đầu đồng ý để cho hai người bọn họ đi cùng. Trong một căn phòng trên tầng 7, quả nhiên chúng tôi tìm được một chiếc chày bằng sắt. Phút sau chúng tôi đã xuống đến đại sảnh ở tầng 1. Đại sư thực sự phá vỡ nền nhà hay sao? Vậy Lâm tổng có biết được việc này không ạ? Thế tôi cầm chiếc chày sắt trên tay để chuẩn bị động thổ. Anh chàng họ Lý lo lắng hỏi. Tôi biết là anh ta đang lo lắng, dù sao bọn họ cũng là bảo vệ tại tòa nhà này. Nếu như tôi đập vỡ nền nhà trước đại sảnh, nếu như ông chủ truy cứu trách nhiệm, như vậy trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu của bọn họ. Tôi chỉ cười đưa tay về phía Hiểu Kỳ. Yên tâm, kia chẳng phải là con gái của ông chủ các anh sao? Việc này sau khi về nhà tôi sẽ nói cho Lâm tổng biết. Ồ, như vậy thì được. Anh chàng họ Lý đáp. Thế là bọn họ đã yên tâm. Phải công nhận cái chày sắt này rất tốt, chỉ đập có vài nhát mà mấy tấm đá lát ở cửa lớn đã vỡ vụn. Sau đó tôi lật từng tấm đá ra xem, kết quả là dưới một tấm đá tôi tìm thấy một đống tiền đồng. Tiền đồng? Tại sao ở đây lại có một đống tiền đồng như vậy? Cả ba người bảo vệ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, ai lại đi bày tiền đồng xuống dưới đất trước cửa đại sảnh cơ chứ? Nhìn đống tiền đồng này, mọi người đều cảm thấy vô cùng quỷ quái. Thảo nào mà hai bà cháu quỷ hồn kia lại không sợ hãi? Chẳng lẽ những đồng tiền này là để khu tà trấn quỷ trắng? Một nhân viên bảo vệ nghi ngờ hỏi. Theo như sự lý giải của bọn họ, tiền đồng thuộc về dương, có thể dùng để tránh tà. Tuy rằng bọn họ thầm bàn tán với nhau,
Nhưng mà cuối cùng cả ba vẫn đưa mắt nhìn tôi. Nhìn đống tiền đồng ở dưới đất, chỉ lướt qua mắt tôi đã biết đây là một loại trận pháp của các đạo sĩ Mao Sơn, đó gọi là phân âm trận. Cái gọi là phân âm trận chính là một loại trận pháp dùng để phân tách âm dương. Căn cứ theo cách bày bố các đồng tiền của phân âm trận pháp, có thể khiến cho ma quỷ nghĩ rằng một bên trận pháp là âm, một bên là dương. Nói trắng ra là một bên là ban ngày, một bên là đêm. Đây chính là lý do lão bà cho rằng bên ngoài có dương quang. Loại trận pháp này chỉ là một loại tiểu trận, đối với người không hề có hại, chỉ khi đối với ma quỷ thì có tác dụng. Nhưng mà loại phân âm trận này không giống như cách bày bố các phân âm trận khác, bởi vì loại trận pháp này được bố trí theo hình mũi tên, mà đầu mũi tên thì lại nhắm thẳng vào trong đại sảnh. Bà nhân viên bảo vệ thấy tôi cau mày, thế là vội vàng hỏi: "Đại sư, những đồng tiền này có tác dụng gì vậy? Đem chôn ở dưới đất trông rất là quỷ dị." "Đây gọi là phân âm trận, có điều cứ yên tâm, hiện tại thì không sao rồi." Tôi nói với ba người bọn họ, sau đó cúi xuống nhặt những đồng tiền dưới đất lên. Vốn dĩ phân âm trận pháp chỉ có tác dụng phân tách hai cực âm dương, nhưng đối với loại trận đồ này thì lại bố trí theo hình mũi tên, đầu mũi tên hướng vào trong đại sảnh, cho nên còn có tác dụng dẫn âm bài dương. Như vậy sẽ khiến cho âm khí từ bên ngoài bay vào bên trong tòa nhà, mà quỷ cũng theo đó mà vào trong nhà, nhưng sau khi vào nhà thì lại không thể ra. Theo như đạo pháp của phái Mao Sơn thì quỷ hồn cùng những vong linh, cô hồn và dã quỷ đều dựa vào từ trường của âm dương để phân biệt mọi thứ. Khi các quỷ hồn đi ngang qua khu vực tòa nhà, do vì mũi tên dẫn âm khí nhập vào trong tòa nhà, những con quỷ hồn sẽ cho rằng bên trong đó khí âm cực thịnh, vì thế mới đi vào bên trong. Có điều sau khi được vào trong tòa nhà thì bọn quỷ hồn lại không làm sao mà ra nổi, bởi vì bố trí của trận pháp này khiến cho chúng ngỡ rằng bên ngoài đang là ban ngày. May là tôi phát hiện ra sớm, nếu để muộn sẽ không đơn giản chỉ chết hơn 20 người mà thôi. Chính bởi vì trận đấu trước mắt cho nên âm hồn chỉ có vào mà không có ra. Đây chính là nguyên nhân tòa nhà này oán khí và âm khí quá nồng đậm. Nếu chỉ là một hai con quỷ hồn thì cũng chỉ làm chết mấy chục người. Nhưng nếu có đàn đàn lũ lũ như ở nhà Lâm gia, như vậy cả tòa nhà này cũng đã thành một hung trạch. Mức hung hiểm của nó so với Vạn Táng Khanh không khác gì là nhau mấy. Loại trận pháp này nếu như muốn hóa giải, chỉ cần nhặt hết những đồng tiền lên, như vậy trận thế đã được phá giải rồi. Đại sư, như vậy sẽ không sao chứ? Bà nhân viên bảo vệ thấy tôi chỉ nhặt những đồng tiền lên mà không thấy tôi tác pháp thì liền hỏi. Đúng vậy, không sao rồi. Sở dĩ tòa nhà này có bị quỷ chính là do trận thế của những đồng tiền này. Vừa nói tôi vừa nhặt hết những đồng tiền cho vào trong túi. Tuy bà nhân viên bảo vệ đã biết được nguyên nhân, thế nhưng họ vẫn bán tín bán nghi gật đầu. Hiện tại đã biết được nguyên nhân trong tòa nhà này có quỷ lộng hành, hơn nữa trận pháp cũng đã phá giải xong. Tôi liền quay lại lão bà rồi nói: "Lão bà, bây giờ thì không sao nữa, hai bà cháu có thể ra ngoài được rồi." Lão bà gật đầu, sau đó dắt đứa cháu bay đến trước mặt của tôi. Lão bà nhìn ra ngoài cửa lớn rồi vui mừng kêu lên: "Ồ, bên ngoài quả thật không có ánh nắng mặt trời." Tôi thấy cũng không cần phải giải thích cho lão bà, cho nên chỉ đưa tay mời và sau đó nói: "Sau khi hai người ra khỏi đây, đừng có luẩn quẩn trên dương gian nữa, hãy đi đến miếu thổ địa báo danh, sau đó xuống dưới Diêm Phủ để chờ đầu thai chuyển thế, đó mới là con đường chính đạo." "Cảm ơn đại sư." Lúc này lão bà đã hiểu được tôi đang giúp đỡ hai bà cháu, cho nên cách xưng hô với tôi đã thay đổi. Lão bà sau khi cảm ơn tôi thì dắt tay đứa bé đi ra ngoài nhà. Rắc rối trong tòa nhà này nói chung đã được giải quyết phần nửa. Việc tiếp theo của tôi là động viên ba nhân viên bảo vệ để cho họ yên tâm hơn. Tôi cho mỗi người một đạo hộ thân phù, sau đó mới quay người đi ra chỗ của Hiểu Kỳ. Lâm Hiểu Kỳ trông thấy tôi đi ra thì không ngớt miệng hỏi những tình tiết phát sinh trong tòa nhà. Tôi liền kể lại toàn bộ những sự tình xảy ra cho Hiểu Kỳ nghe. Trên đường trở về nhà, chúng tôi chỉ nói toàn về những sự việc trong tòa nhà đó. Khi xe chạy đến gần nhà, Hiểu Kỳ đột nhiên nói: "Anh Nam, hiện tại mọi rắc rối trong nhà em đã giải quyết xong, tiếp theo anh sẽ dự định thế nào?" Nghe Hiểu Kỳ hỏi như vậy, nhất thời tôi ngây người ra. Vấn đề này thực sự tôi chưa hề nghĩ đến, bởi vì trước đây tôi chỉ định một mình phiêu bạt giang hồ, mục đích là để thay đổi lại mệnh cách của mình. Nhưng mà hiện tại thì đã không như ngày xưa nữa, hình như mệnh cách của tôi đã thay đổi. Nếu không thì tại sao Hiểu Kỳ lại thân thiết với tôi như vậy? Nếu như bây giờ tôi quay trở lại Việt Nam, khẳng định là Hiểu Kỳ sẽ không đồng ý. Huống hồ tôi đã hứa với Hiểu Kỳ, chỉ cần Hiểu Kỳ không rời xa tôi, suốt đời này tôi sẽ không rời xa cô ấy. Hiểu Kỳ thấy tôi không trả lời thì lo lắng nói: "Anh Nam, anh đã nói là không bao giờ rời xa em, anh sẽ không lừa dối em đấy chứ?" "Không không, anh sẽ không đâu." Tôi vội vàng đáp lại. "Hay là anh mở một đạo quán ở Hồng Kông đi." Lâm Hiểu Kỳ cười rồi nói: "Sao cơ, mở đạo quán ở Hồng Kông?"
Nghe Hiểu Kỳ nói như vậy khiến cho tôi ngơ ngác. Tuy rằng với đạo hạnh của tôi, nếu mở quán thu nhận đệ tử sẽ không thành vấn đề, nhưng mà cơ bản tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mở đạo quán. Bây giờ đột nhiên Hiểu Kỳ lại nói như vậy, thật đúng là trò đùa. Lâm Hiểu Kỳ thấy tôi có vẻ không nguyện ý cho nên liền hỏi: nếu như anh không muốn ở lại Hồng Kông, vậy thì em sẽ cùng anh quay trở lại Việt Nam, trở về nhà anh gặp gỡ ba mẹ của anh ra mắt, như vậy có được không? Thế điều bộ vô cùng đáng yêu của Hiểu Kỳ, tôi biết Hiểu Kỳ thực sự yêu thương tôi, có như vậy nó mới tự nguyện về Việt Nam. Trong lòng của tôi rất vui, tôi cười nói với Hiểu Kỳ: Hiểu Kỳ, thực sự anh không có nhà, bởi vì anh không còn một thân nhân nào trên cõi đời này. Có điều vì em, anh sẽ quyết định nghe theo lời của em. Anh sẽ mở một đạo quán tại Hồng Kông, như vậy chúng ta sẽ không phải rời xa nhau. Với lại anh có thể ở đây để giúp mọi người tiêu tai giải nạn, cũng coi như là chúng ta tích phúc lộc cho cuộc sống mai sau. Không ngờ nghe tôi nói như vậy, Hiểu Kỳ không những không tỏ ra vui vẻ mà ngược lại còn biểu lộ một sự thương cảm. Hiểu Kỳ dừng xe, sau đó rúc vào trong lòng của tôi. Mắt của cô ngấn lệ nói với tôi: anh Nam, một người tốt như anh sao lại có cuộc đời lương đến vậy. Nhưng mà anh yên tâm, sau này em sẽ là người thân yêu nhất của anh. Anh sẽ không còn phải lẻ loi cô đơn trên cõi đời này nữa. Nghe những lời thủ thỉ để yêu thương của Hiểu Kỳ, trong lòng của tôi bỗng dâng lên một cảm xúc dạt dào. Trong lòng tôi thực sự rất sợ một cuộc sống cô đơn suốt cả cuộc đời, không một người thân thích. Nhưng lúc này nghe thấy Hiểu Kỳ nguyện sẽ sống cùng tôi suốt cuộc đời này, cuộc đời của tôi trong những tháng ngày tới đây sẽ không còn phải sống trong cô đơn, lẽ nào tôi không cảm động. Tôi đưa hai tay siết chặt Hiểu Kỳ vào trong lòng. Khi chúng tôi về đến Lâm gia, lúc đó đã là 3 giờ sáng. Tôi đi vào trong phòng khách, bất chợt tôi phát hiện ra Lâm Chính Hòa vẫn còn chưa ngủ. Ông ta đang ngồi một mình trong phòng khách. Lâm Chính Hòa thấy tôi mở cửa bước vào, ông ta liền sẽ đón tôi, khuôn mặt ông ta đầy lo lắng rồi nói: đại sư, cuối cùng đại sư cũng trở về. Cha, cha vẫn còn chưa ngủ sao? Lâm Hiểu Kỳ vội hỏi. Có lẽ suốt cả một ngày một đêm, Lâm Chính Hòa chưa rời khỏi thư phòng, cho nên Hiểu Kỳ lo lắng cha mình đang có tâm sự gì cho nên không ngủ được. Buổi tối cha đi xuống đây, không thấy hai người đâu cả, cho nên là cha rất lo lắng. Về sau nghe người làm nói là hai người đến công ty, hơn nữa thấy hai người đi mãi không thấy về. Dù sao thì cũng không ngủ được, cho nên là cha đành ngồi ở đây để đợi hai người trở về. Cha, cha không sao chứ? Lúc này Hiểu Kỳ đã biết cha cô không thể ngủ được là lo cho sự an nguy của hai người, cho nên cô rất vui mừng. Cha không sao rồi. Lâm Chính Hòa cười nói, sau đó quay sang nói với tôi: đại sư, những sự việc sai lầm thì cũng đã phạm phải rồi, bây giờ cho dù tôi có tự trách mình thì cũng không thể thay đổi được nữa. Không bằng sau này tôi sẽ tích cực hành thiện để cho lương tâm tôi đỡ dày dứt. Lâm Chính Hòa đang nghĩ thông như vậy là quá tốt, đáng lẽ ra phải nên như vậy, ông ta phải hiểu được điều này. Thực tại là quá tốt, tôi vui mừng thay cho Lâm Chính Hòa. Nếu như ông ta biết cải ác thành thiện, như vậy không uổng tôi chạy nghìn dặm sang tận Hồng Kông để giải vây hộ ông ta. Lâm Chính Hòa tươi cười, sau đó ông ta bắt đầu hỏi về tình hình ở trong công ty. Tôi đem toàn bộ sự việc nói lại cho ông ta nghe. Còn Lâm Hiểu Kỳ thấy tôi cùng cô cha nói chuyện như vậy, thế là cô ta đi về phòng ngủ của mình. Lâm Chính Hòa thấy việc rắc rối trong công ty đã được giải quyết, nhất thời vô cùng mừng rỡ, ông ta luôn miệng cảm ơn tôi. Có điều đề phòng trong tòa nhà kia vẫn còn có ma quỷ tồn tại, cho nên tôi lấy trong ba lô ra một tập linh phù mà ông ta dán ở các tầng nhà. Nếu như vậy có âm tà nào thì cũng phải ra đi hết. Lâm Chính Hòa đưa tay nhận lấy tập giấy phù, ngẫm nghĩ rồi nói: đại sư, kiếm đồng tiền của đại sư đã bị hủy rồi, vậy nên đại sư bây giờ còn pháp khí gì nữa không ạ? Tôi cười rồi đáp: không sao, sau này tôi sẽ làm một thanh kiếm khác là được rồi. Đột nhiên Lâm Chính Hòa biểu thị một thái độ rất thân mật rồi nói: đại sư, trong tay tôi có một thanh kiếm cổ, nghe nói thanh kiếm cổ này chấn tà rất mạnh, cũng không biết là thật hay giả. Nếu như đại sư thấy hữu dụng, tôi sẽ tặng cây kiếm cổ này cho đại sư. Ồ, không biết là Lâm tiên sinh nói cây kiếm cổ đó tên là gì? Tôi cảm thấy hơi hiếu kỳ, bởi vì hầu hết những cây kiếm cổ đều đã qua rất nhiều những trận chém giết, cho nên trên cây kiếm sát khí thường rất nặng nề. Cho nên cây kiếm cổ này đối với âm tà còn lợi hại hơn gấp nhiều lần. Đại sư hãy đi theo tôi đến thư phòng. Lâm Chính Hòa khuôn mặt tỏ ra kỳ bí nói với tôi. Tôi càng cảm thấy hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đó lại là một thanh bảo kiếm hay sao? Tôi vội vàng đi theo Lâm Chính Hòa đi ra thư phòng. Lâm Chính Hòa đi thẳng đến một chiếc két bảo hiểm, sau đó bắt đầu bấm mật mã. Thế tôi bắt đầu nghi hoặc, sao lại để cây cổ kiếm trong két bảo hiểm được? Bởi chiếc két sắt trong phòng này rất nhỏ, lại thêm những thanh kiếm trong thời cổ đại thường được dùng làm khí sắc bén trong những trận chém giết, cho nên nó phải dài mới đúng. Nhưng cái tủ này lại quá bé, làm sao có thể đựng được thanh kiếm ở trong đó.
Trong khi tôi còn đang thắc mắc, Lâm Chính Hòa lấy từ trong két bảo hiểm ra một chiếc hộp rất đẹp. Sau đó ông ta đưa cho tôi rồi nói: "Đại sư, đây chính là cây kiếm cổ mà tôi đã nói. Đại sư thử xem có nhận được ra không?" Chiếc hộp gỗ chỉ dài khoảng 6-70 cm, chiều cao chừng 10 cm. Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ như vậy, tôi càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc bên trong thanh kiếm cổ hay là dao găm? Thế vẻ mặt thần bí của Lâm Chính Hòa, tôi liền đưa tay ra đón lấy chiếc hộp, sau đó nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Sau khi mở nắp hộp ra, tôi cúi đầu xuống nhìn, bất chợt tôi sững cả người. Bên trong hộp trên lớp lụa đỏ là một thanh đoản kiếm. Trên thân kiếm có rất nhiều những hoa văn uốn khúc hình như ruột cá, đường nét rất là uyển chuyển. Lưỡi kiếm lượn sóng chỗ cao chỗ thấp, những đường hoa văn khắc trên đó giống hình một cái giáp cốt. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng tôi bỗng thấy vô cùng kích động. Tôi sững người buột miệng kêu lên: Đây chính là ngư tràng kiếm của Dũng Tuyệt. Quả nhiên đại sư rất có nhãn lực, chỉ thoáng nhìn mà đã nhận ra được ngay. Đúng vậy, đây chính là ngư tràng kiếm của nghịch thiên nghịch tử, thần giết vua, còn giết cha của Dũng Tuyệt. Lâm Chính Hòa đắc ý nói: Đúng thật là ngư tràng kiếm. Được Lâm Chính Hòa công nhận, tôi kinh ngạc hơn. Đúng vậy, tôi không thể kinh ngạc được. Ngư tràng kiếm còn được gọi là ngư tạng kiếm. Trong truyền thuyết nói rằng đại sư nổi tiếng đúc kiếm Âu Trị Tử đúc thanh kiếm này cho Việt Vương Câu Tiễn. Ông ta sử dụng thiếc ở núi Xích Cần, đồng ở suối Nhược Gia, trải qua tôi luyện cẩn thận, lại hấp thu được tinh hoa của trời đất mà thành. Đương thời Âu Trị Tử đúc được 5 cây kiếm. 5 thanh kiếm đó có tên là Trạm Lô, Thần Điếu, Thắng Tà, Ngư Tràng và Cự Khuyết. Nghe nói trong thân cả 5 cây kiếm này đều tàng ẩn kiếm quỷ. Tương truyền khi mới rèn xong thanh kiếm ngư tràng, thợ xem tướng kiếm giỏi nhất khi đó là Tiết Dung được mời đến để xem kiếm. Bản Linh xem tướng kiếm của Tiết Dung giỏi như thần, ông ta cảm thấy bên trong thanh kiếm này có tàng ẩn một loại tin tức, cho nên ông ta liền đáp: Ngư tràng kiếm nghịch lý bất thuận, không thể chế phục được, thần sẽ giết vua, còn sẽ giết cha. Ý nói ở đây chính là một thanh kiếm đại hung sẽ gây ra hậu họa phản loạn. Tiết Dung không hề nói sai, đây chính là một loại hung sát chuyên dùng để con giết cha, thần giết vua. Về sau thanh kiếm này rơi vào tay người thứ nhất là Vương Liêu của vua nước Ngô. Nghe nói những thanh bảo kiếm này khi mới rèn xong phải dùng máu người để tế kiếm, mà kiếm hồn của thanh ngư tràng kiếm này lại lấy đúng thiên tử để làm hồn kiếm. Tôi dùng thiên nhãn có thể nhận thấy trên thân kiếm có màu đỏ, đây chính là kiếm hồn trên thanh kiếm, cũng chính là oán khí của Vương Liêu vua nước Ngô. Trên thân kiếm còn đồng đậm sát khí, loại kiếm được kết hợp cả oán khí và sát khí này trong đạo thuật của phái Thất Sơn được gọi là sân kiếm. Phàm là oán gặp sát tức gọi là sân, trong đạo thuật Thất Sơn gọi là sân kiếm. Quỷ than trông thấy đều phải tránh cho thật xa. Nếu như tôi có được thanh kiếm này, như vậy những con quỷ thông thường đều không dám lại gần. Sân chính là do oán khí và sát khí kết hợp lại. Oán khí mọi người đều đã biết, sau khi chết trong lòng luôn chất chứa nhiều oán khí, mà những người bị người khác giết hại thì oán khí trong hồn phách của những người đó rất nặng nề. Sát khí trong Thất Sơn phân thành hai loại, phàm là những vật có hình tam giác hoặc là sắc nhọn đều gọi là sát. Trong phong thủy cũng như vậy, chẳng hạn có một nhà nào khác chĩa mũi nhọn vào nhà đó và đúng trước cửa, như vậy có thể gọi là hung sát, nó sẽ gây bất lợi cho chủ nhà. Loại thứ hai là những dụng cụ để giết mổ thường luôn được dính máu cũng gọi là sát, ví dụ như là dao mổ lợn, dao găm dùng để giết người cũng mang sát khí rất âm trọng. Nói đến sát khí, tôi nhớ lại một câu chuyện. Câu chuyện kể rằng ngày trước một người làm nghề đổ tể, hàng ngày anh ta làm nghề giết mổ lợn mưu sinh, số lợn chết trong tay của anh ta lên đến hàng ngàn. Trong thôn nơi anh chàng đổ tể có một cây hòe cổ thụ, gốc cây hòe này lớn hơn 7-8 người ôm mới có thể hết. Trên cây cành lá vô cùng tươi tốt và rậm rạp, trên những cành khô bám đầy những sợi dây mây, mà những sợi dây mây đó cũng phải to bằng bắp chân người. Nói ra thì kể cũng lạ, trong thôn từ xưa đến nay không hề xuất hiện một nhân tài nào. Không những thế, những người dân trong thôn làm việc gì cũng không thuận, ngay cả đến gia súc nuôi trong nhà cũng không ốm thì dịch, nếu không bị mất thì cũng không rõ nguyên nhân. Có một hôm có một thầy phong thủy đi đến chiếc thôn này, mặc dù không hề có một người dân nào trong thôn đi mời vị phong thủy này đến cả, nhưng những người trong thôn ấy thấy trời đã tối, họ vẫn nhiệt tình tiếp đãi vị thầy phong thủy đó một đêm. Vị thầy phong thủy kia thấy những người dân trong thôn đều thuần pháp tương thiện, tấm lòng của họ nhiệt tình và hiếu khách, cho nên sang ngày hôm sau, trước khi ra đi, vị thầy phong thủy nói với mọi người ở trong thôn: trong thôn của mọi người từ trước đến nay không xuất hiện được nhân tài, hơn nữa mọi sự đều không thuận, có phải không? Những người thôn dân nghe thấy vậy đều rất sửng sốt, thế là họ đều vội vàng gật đầu. Một người trong số đó liền tiến lại hỏi thầy phong thủy sao lại biết được điều đó.
Vì thế phong thủy kia liền đưa tay chỉ về phía cây hòe cổ thụ trước cửa thôn, rồi nói cho mọi người biết cây hòe đó đã thành tinh rồi, nó đang tu luyện, cho nên linh khí trong khắp vùng đều bị nó hút hết. Một nơi không có linh khí, nơi đó nhất định không thể xuất hiện được nhân tài. Không những thế mà còn ảnh hưởng đến gia súc và sức khỏe của mọi người. Những người thôn dân nghe thấy vậy thì tỏ ra vô cùng sợ hãi. Họ vội vàng cầu xin vị thầy phong thủy kia giúp đỡ. Vị thầy phong thủy kia thở dài rồi nói: chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là chặt bỏ cái cây hòe kia đi. Những người dân nghe xong thì vội vàng vác dao đi định chặt cây hòe. Vị thầy phong thủy kia sợ hãi vội gọi những người đang định vác dao chặt cây hòe đi, rồi quay lại nói với họ: bởi vì cây hòe đó đã thành tinh, nếu như mọi người cứ như vậy mà chặt nó, rất sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những người dân trong thôn lúc này tỏ ra bối rối. Nếu không chặt đi thì không được, mà muốn chặt đi thì cũng không được. Còn vị thầy phong thủy kia cũng có chỗ khó nói. Tuy ông ta có thể nhận ra cây hòe đã thành tinh, nhưng bản thân ông ta cũng không đủ đạo hạnh để đối phó được với cây hòe thành tinh đó. Cho nên vị thầy phong thủy nọ chỉ khuyên người dân chuyển nhà đến một khu vực khác để sống. Sau khi vị thầy phong thủy đó rời khỏi thôn, tất cả mọi người trong thôn dân liền họp nhau lại để bàn bạc. Tất cả mọi người đều nhận định không thể di chuyển nhà đi nơi khác. Nơi đây đã là nơi được truyền lại từ nhiều đời, nay đột nhiên phải chuyển nhà đi nơi khác. Trước tiên là dù di chuyển đi thì cũng không có tiền để xây lại nhà mới, mà ngay cả nơi ở mới cũng chẳng thể tìm được. Cuối cùng mọi người đi đến kết luận, dù sao thì cũng không thể sống được, không bằng mạnh bạo chặt phăng cây hòe đó đi. Trong thôn chọn ra 5 người chơi trắng khỏe mạnh, sau đó 5 người cầm rìu đến chỗ cây hòe. Nhưng mà vừa mới bổ rìu vào gốc cây hòe, người thanh niên trai trắng đó liền kêu lên một tiếng thất thanh, rồi ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật mấy cái rồi lăn ra chết. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cho tất cả mọi người phải kinh sợ. Mọi người nhìn vào vết chặt trên thân cây hòe thì thấy từ vết chặt đang chảy ra một chất dịch màu đỏ như là máu. Trông thấy tận mắt màn quỷ dị này là nhìn thấy chàng trai trẻ đang nằm trên mặt đất. Mọi người đều sợ hãi, đến nỗi chiếc rìu trên tay đều rơi xuống đất lúc nào mà không biết. Không ai còn dám chặt cây nữa. Sự việc xảy ra sau này, mọi người lại họp nhau để bàn kế sách. Có mấy ông già trên 60 tuổi liền đứng dậy rồi nói: dù sao thì họ cũng sắp chết tới nơi rồi, họ sẽ quyết định dùng mấy cái mạng già này để đi thử một lần nữa xem sao. Những người thôn dân hết sức khuyên can nhưng mà không thể được. Thế là bốn ông già vác rìu đến chỗ cây hòe. Đáng tiếc là bốn ông già này cũng giống như người thanh niên trước. Tất cả mọi người đều ngã lăn ra đất, miệng sùi ra toàn bọt máu. Mọi người vội vàng khiến bốn người về nhà, nhưng cả bốn người đều chết ngay trong đêm hôm đó. Trong bốn người này có cả bố của anh chàng đồ tể. Anh chàng đồ tể thích cha của mình bị cây hòe làm hại, anh ta vô cùng phẫn nộ. Thế là mặc cho mọi người dân trong thôn ngăn cản, hôm sau anh ta vác theo rìu chặt xương và dao chọc tiết đến bên cây hòe. Tiếp theo từng nhát rìu, từng nhát dao chém xuống cây hòe như mưa. Nói ra thì kể cũng lạ, anh chàng đồ tể không những không xảy ra vấn đề gì, mà ngược lại cây hòe còn phun máu tung tóe, những cành hòe rút lên bần bật, điều bộ như đang vô cùng hoảng sợ. Nếu như có thể dùng thiên nhãn để quan sát, nhất định sẽ nhìn thấy trên khắp thân thể của anh chàng đồ tể kia sát khí vô cùng nồng đậm, lại thêm sát khí và oán khí trên cây rìu và con dao chọc tiết nữa, cho nên sát khí và oán khí càng thêm khủng khiếp. Chỉ thấy yêu khí của cây hòe không ngừng đánh vào người của anh chàng đồ tể, nhưng yêu khí gặp phải sát khí trên người của anh ta liền lập tức bị tiêu tán. Cây rìu trên tay của anh ta không ngừng chém bổ vào thân cây, lưỡi rìu cắm phập vào thân cây chừng 3 phân, cây hòe không thể chống đối được nữa. Cứ như vậy sau một buổi sáng, cây hòe cuối cùng cũng bị ngã gục. Không, từ đó cuộc sống trong thôn dân bắt đầu có sự khởi sắc. Quay trở lại chuyện chính, chỉ một cây rìu giết lợn mà cây hòe đã phải gục ngã, huống hồ là một thanh đoạn kiếm ngư trường này đã từng có hồn phách của bậc đế vương làm hồn kiếm. Oán khí và sát khí trên kiếm vô cùng nồng đậm. Lâm Chính Hòa thấy tôi cầm cây kiếm trên tay không muốn rời đi, ông ta liền cười rồi đáp: đại sư, thanh kiếm này có tác dụng với đại sư không? Nếu như có tác dụng, tôi dâng tặng thanh kiếm này cho đại sư. Rất có tác dụng, tôi vô cùng phấn khởi và kêu lên. Nói xong tôi mới nhận ra đây là một thanh bảo kiếm. Nói đúng là một thứ bảo vật hãn hữu, cho dù có nhiều tiền cũng chẳng thể mua được. Tôi làm sao dám lấy đi của Lâm Chính Hòa. Nghĩ vậy tôi liền lắc đầu rồi nói: tuy rằng thanh kiếm này rất có tác dụng đối với tôi, nhưng mà thực tình thì nó quá quý giá, tôi không thể nhận được. Những lời nói này đều rất chân thực. Tuy rằng tôi rất thích thanh kiếm đó, nhưng mà tôi không thể nhận một thứ lễ vật quý giá như vậy. Không cần phải bình luận đến giá trị lên đến vài chục con số, ngay cả tên của nó cũng đã đổ cho giới khảo cổ và những người sưu tầm cổ vật phải làm cho họ phải giật mình. Đại sư, chẳng lẽ trong mắt của đại sư, tiền bạc so với nhân tình lại quan trọng đến thế hay sao?
Lâm Chính Hòa đột nhiên sắc mặt sa sầm lại, trong giọng nói có một chút tức giận. Tôi không nghĩ đến chuyện đột nhiên Lâm Chính Hòa lại hỏi tôi như vậy, khiến tôi nhất thời không biết trả lời làm sao. Tôi ấp úng nói: không phải như vậy, có điều là... Không nói gì nữa, tuy rằng thanh kiếm này có giá trị liên thành, nhưng mà đối với tôi thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm tầm thường mà thôi. Ngoại trừ để trong két sắt ra, cho đến khi nó bị rỉ, căn bản là không hề có tác dụng. Nhưng mà nếu nó ở trong tay của đại sư thì lại khác. Đại sư có được thanh kiếm này dùng để hàng ma trừ quỷ, giúp đời, hành đạo cứu thế. Hơn nữa đại sư đã cứu mạng cho toàn thể Lâm gia chúng tôi. Kể cả về tình và lý, đại sư nhất định phải nhận lấy thanh kiếm này. Lâm Chính Hòa xua tay không để cho tôi từ chối, thái độ của ông ta rất là quyết đoán. Nghe Lâm Chính Hòa nói như vậy, tôi biết rằng ông ta có tâm đem tặng cho tôi thanh kiếm này. Hơn nữa ông ta nói rất đúng, nếu như trên tay của tôi có được thanh kiếm này làm pháp khí, như vậy sẽ rất thuận lợi cho tôi trong công việc hàng ma diệt quỷ. Không tiện từ chối nữa, tôi kích động cảm ơn Lâm Chính Hòa rồi nói: vậy thì được, tiên sinh đã nói như vậy thì tôi sẽ nhận lấy thanh kiếm này. Nói xong, tôi nâng niu thanh kiếm ở trên tay. Trong lòng tôi lúc này thực sự vô cùng kích động, không biết nên phải diễn tả thế nào. Lâm Chính Hòa thấy tôi đã chịu nhận thanh kiếm, ông ta vui mừng vỗ vai tôi rồi nói: như vậy mới phải, tuổi trẻ không nên cố chấp như một bà già. Nghe Lâm Chính Hòa nói như vậy, bất giác tôi cũng bật cười thành tiếng. Đại sư, tạm thời đại sư cứ ở lại Lâm gia, để sau khi đại sư tính toán xong, chỉ cần đại sư nói một tiếng, tôi sẽ trải đường cho đại sư. Lâm Chính Hòa chân thành nói: cảm ơn hậu đãi của Lâm tiên sinh, có điều con đường sau này của tôi vẫn là độc bước hành tẩu giang hồ. Tôi một mực cự tuyệt, tuy rằng tôi đã cứu mạng cho cả nhà họ Lâm, nhưng tôi đâu phải là người ân cần được báo đáp. Huống hồ là trong sự việc lần này, tôi đã có được một thanh bảo kiếm. Lâm Chính Hòa cười rồi nói: chí nguyện của đại sư thật là khó, vậy thì tôi cũng không nói thêm nữa. Dù sao đại sư cứ coi Lâm gia như là chính ngôi nhà của mình là được, mọi thứ đại sư cứ thoải mái sử dụng. Lúc này trời cũng đã bắt đầu sáng, mà khi thấy có một đứa bé chạy đến, nó vừa khóc vừa nói: bá bá, chị Hiểu Kỳ bệnh nặng không có dậy được nữa rồi. Cái gì, Hiểu Kỳ bị bệnh? Cả tôi và Lâm Chính Hòa đều kinh ngạc kêu lên. Đứa bé vừa khóc vừa gật đầu: hôm qua Hiểu Kỳ đi ngủ vẫn còn bình thường cơ mà, sao lại đột nhiên bị bệnh như vậy chứ? Trong miệng của tôi lẩm bẩm. Tiếp theo tôi và Lâm Chính Hòa vội vàng chạy sang phòng ngủ của Hiểu Kỳ. Vừa chạy vào trong phòng ngủ của Hiểu Kỳ, tôi nhìn thấy Hiểu Kỳ đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Mặc cho Lâm Chính Hòa có lay gọi thế nào cũng không có tác dụng. Lâm Chính Hòa trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Chính Hòa không phải là cấp tốc đưa Hiểu Kỳ đến bệnh viện, mà ông ta quay sang hỏi tôi: Đại sư kiểm tra xem phải chăng có tà ma xâm nhập. Không cần phải đợi cho ông ta hỏi, tôi sớm đã mở tiên nhãn ra để quan sát, nhưng tôi không hề phát hiện ra âm khí trên người của Hiểu Kỳ. Thế nên tôi liền lắc đầu nói: tôi thấy Hiểu Kỳ không phải là do chúng ta mau đưa Hiểu Kỳ đi bệnh viện. Lâm Chính Hòa gật đầu, sau đó chúng tôi vội vàng đưa Hiểu Kỳ đến bệnh viện. Tới bệnh viện, các bác sĩ lập tức bắt tay vào kiểm tra, kết luận là Hiểu Kỳ chỉ bị cảm. Cảm sốt vốn không được coi là bệnh nặng, con người ai cũng có thể mắc cảm mạo, nhưng đối với Hiểu Kỳ thì lại khác, Hiểu Kỳ vẫn hôn mê bất tỉnh. Sau khi khám bệnh cho Hiểu Kỳ xong, các bác sĩ liền chuyển nước biển cho Hiểu Kỳ. Nhưng không hiểu tại sao, chỉ là cảm mạo thông thường mà bác sĩ đã chuyển tới 4 chai nước, nhưng Hiểu Kỳ vẫn không thấy có một dấu hiệu nào tốt lên. Tôi và Lâm Chính Hòa đều túc trực bên giường bệnh của Hiểu Kỳ. Đến mãi tầm 7-8 giờ tối, Lâm Chính Hòa mới rời bệnh viện. Vì muốn cho Hiểu Kỳ sau khi tỉnh lại có thứ gì đó để ăn, cho nên Lâm Chính Hòa vội gọi về nhà để người làm chuẩn bị cho Hiểu Kỳ một bát canh gà. Đương nhiên tôi ở lại để chăm sóc cho Hiểu Kỳ. Nhìn Hiểu Kỳ vẫn hôn mê không hề tỉnh lại, trong lòng tôi lo lắng vô cùng. Đại khái tầm khoảng 12 giờ đêm, đột nhiên tôi cảm thấy từ phía sau lưng của tôi xuất hiện một âm khí xộc vào. Tôi kinh hoàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng, không cần phải đoán cũng biết được là có quỷ đã vào trong phòng. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, nhất thời tôi sợ đến nhảy cả dựng người lên. Trước mắt của tôi là hai người, một người mặc trường bào màu đen, một người kia mặc trường bào màu trắng. Khuôn mặt của người mặc trường bào màu trắng toát lên như bồi phấn. Người đó đội một chiếc mũ cao màu trắng, trên đỉnh chiếc mũ còn được thêu 4 chữ Thiên Hạ Thái Bình. Trên tay của người đó cầm một chiếc gậy, chiếc gậy đó có tên gọi là gậy khóc tang. Toàn thân người đó đều phủ một màu trắng, bộ dạng của người đó trông rất ghê rợn. Cây lưỡi buông dài xuống phía dưới cằm đến hơn một gang tay, bộ dạng không khác gì những con quỷ treo cổ mà tôi đã thường gặp. Người thứ hai thì hoàn toàn tương phản với người này. Toàn thân người này đều là một màu đen, một tay người mặc áo đen cầm sợi xích khóa hồn, khuôn mặt lộ vẻ đầy hung ác. Người mặc đồ đen này cũng đội một chiếc mũ cao màu đen, trên mũ có thêu 4 chữ
nhất kiến phát tài. Tôi chăm chú quan sát hai người này. Người mặc đồ màu trắng mỉm cười với tôi. Tuy rằng người này bộ dạng vô cùng ghê rợn, thế nhưng nếu quan sát kỹ thấy có một cảm giác vô hại. Còn người mặc đồ màu đen thì lại trợn mắt nhìn tôi, làm như tôi là cửu nhân của người đó vậy. Nhìn hai người một đen một trắng, làm sao tôi lại không nhận ra ai chứ? Bởi hai người này chính là Hắc Bạch Vô Thường. Thực ra lúc nãy tôi chỉ nghĩ đến việc thà là có hung hồn ác quỷ xuất hiện, bởi vì cần phải biết rằng Hắc Bạch Vô Thường là quỷ sai chuyên đi câu hồn của người chết. Hai người đột ngột xuất hiện ở nơi này, khẳng định 100% là đến câu hồn của Hiểu Kỳ. Cũng chính là nói thọ mệnh của Hiểu Kỳ đã đến giờ chấm dứt. Hắc Bạch Vô Thường được xưng gọi là Vô Thường Nhị Gia, họ đều là thần chuyên môn đi chóc nã các hung thần ác quỷ. Hắc Vô Thường được liệt vào một trong số 10 đại âm sư. Còn Bạch Vô Thường luôn luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, trên đầu đội một chiếc mũ chóp cao thêu 4 chữ Thiên Hạ Thái Bình. Hắc Vô Thường thì khuôn mặt hung ác, trên mũ của Hắc Vô Thường có thêu 4 chữ Nhất Kiến Phát Tài. Tên của Bạch Vô Thường là Tạ Tất An, còn tên của Hắc Vô Thường là Phạm Vô Cứu, cũng gọi tắt là Thất Gia Bát Gia. Nghe nói thuở nhỏ Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường là hai người bạn kết nghĩa, tình thân giống nhau như anh em ruột. Có một ngày hai người cùng nhau đi đến cầu Nam Đài. Trời khi đó mưa như chút nước, Thất Gia bảo Bát Gia đứng chờ mình, còn mình thì về nhà lấy ô. Nào ngờ sau khi Thất Gia đi xong, trời mưa như hắt nước, sấm sét nổi lên đùng đoảng, nước sông dâng lên rất nhanh. Bát Gia vì không muốn thất tín cho nên vẫn quyết tâm đứng đợi, nhưng do thân thể mảnh mai cho nên bị nước lũ dìm chết. Một lúc sau Thất Gia cầm ô chạy tới, thấy Bát Gia đã mất tích. Thất Gia không muốn sống nữa liền treo cổ trên cầu Nam Đài. Vì Bạch Vô Thường là do chết đuối cho nên thường hay xuất hiện với cái lưỡi màu hồng luôn thò ra bên ngoài, còn Hắc Vô Thường là do treo cổ mà chết cho nên lưỡi thè dài sẽ lủng lẳng ở dưới cằm. Sau khi chết, Diêm Vương vì cảm mến tình bạn của hai người cho nên cho hai người giữ miếu thành hoàng, chuyên lùng bắt những cô hồn dã quỷ. Có truyền thuyết nói rằng tên tục của Bạch Vô Thường là Tạ Tất An, cứ có nghĩa là nếu bạn vái cầu lễ tạ tất sẽ được yên ổn. Còn tên tục của Hắc Vô Thường là Phạm Vô Cầu, nghĩa là một khi đã mắc tội thì không thể cầu cứu ai được nữa. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đều là đương sai dưới điện của Diêm Vương. Chức vụ của hai người đại loại giống như là bổ khoái trong các công đường thời cổ đại. Dưới hai người còn có những binh tốt như là Ngưu Đầu Mã Diện. Mỗi khi Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn, thường không vô cớ mà tới, bản thân của họ không có quyết định mà chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh từ Diêm Vương. Ở trên bàn làm việc của Diêm Vương có một cuốn sổ rất dày, có tên gọi là Sinh Tử Bạc. Trong sổ có ghi đầy đủ tên tuổi và thọ mệnh của tất cả mọi người trên dương thế. Một người nào đó ví dụ như là thọ mệnh chỉ đến 41 tuổi, đến đúng giờ khắc cuối cùng của người đó, Diêm Vương sẽ Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn phách của người đó về âm phủ. Một trận âm phong thổi qua người ở đó, thế là hồn phách của người đó liền bị kêu đi mất. Đó chính gọi là Diêm Vương muốn bạn canh ba phải chết, ai dám ở lại cho đến canh tư. Bạch Vô Thường thường đi câu hồn những người lương thiện, còn Hắc Vô Thường chuyên đi câu hồn những kẻ làm việc ác. Nghe nói nếu bị Bạch Vô Thường câu đi hồn phách, khi xuống âm phủ sẽ được đầu thai chuyển thế thuận lợi. Còn nếu bị Bạch Vô Thường cầu hồn, đa phần phải đọa xuống địa ngục, chịu nhiều hình phạt, nhẹ thì cũng phải đầu thai làm súc sinh đạo. Thì thường từ trên bộ mặt của hai người để đáp biểu lộ một ác một thiện. Trên khuôn mặt của Bạch Vô Thường luôn vui cười hòa nhã, còn trên khuôn mặt của Hắc Vô Thường thì lại biểu lộ sự hung thần ác sát. Nhưng liên quan về nguồn gốc của Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn có một truyền thuyết dân gian điển hình. Đó là truyền thuyết Hắc Vô Thường cải ác hành thiện. Truyền thuyết nói rằng có hai cha con, đứa con thì từ bé đến lớn chỉ thích ăn chơi không chịu lao động, vừa nghiện thuốc vừa ham thích đánh bạc. Mặc cho người cha có khuyên răn thế nào, đứa con vẫn chẳng nghe. Có lần đứa con đi đánh bạc thua cháy túi trở về, người cha giận quá vô tình lỡ tay đánh chết con. Mà đứa con tuy chết đi nhưng mà tính xấu thì vẫn không thay đổi, vong hồn của đứa bé vẫn quanh quẩn trên dương gian để làm hại người. Mấy năm sau khi đứa con bị chết, có một buổi tối đứa con quay trở về nhà trước cửa của mình. Đứa con nhìn thấy cửa nhà của mình định bước vào trong, khi đó mấy con chó ngoài vườn bỗng sủa lên ầm ĩ. Người cha biết rằng lại có oan hồn nào đó đến hại người, một tay ông ta cầm dao, một tay cầm chiếc đèn dầu bằng đồng lao ra để thu phục quỷ. Đứa con thấy người cha với tư thế hung mãnh như vậy liền bay vào trong thư phòng rồi nói với người cha: "Phụ thân, không phải là con định hãm hại phụ thân, con chỉ về thăm cha mà thôi." Người cha liền nói: "Trên dương gian con làm nhiều điều ác, chết đi rồi con vẫn làm nhiễu loạn người sống. Sau khi ta lỡ tay đánh chết con, trong lòng ta cũng rất buồn rầu, luôn tự trách mình.
Nhưng mà nếu như con vẫn tiếp tục làm việc ác, như vậy ta cũng sẽ không còn cảm thấy buồn nữa rồi. Đứa con liền đáp: những lời cha nói rất có đạo lý, nay con cũng đã rất hối hận. Con xin thề từ nay trở đi sẽ không làm những việc ác nữa. Con nhất định sẽ cải ác hành thiện, kiếp sau con sẽ báo đáp công ơn dưỡng dục của cha. Người cha liền đáp: nếu con làm được như vậy thì quá tốt, đừng để cho cha mất mặt với người trong xóm. Đứa con liền đáp: xin cha yên tâm, lần này con đến là để từ biệt cha, sau đó con sẽ xuống âm phủ để nhận lấy hình phạt, con sẽ không còn trở lại nữa, mong cha hãy bảo trọng. Từ đó về sau, vong hồn của đứa con không trở lại nữa. Sau khi bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, chịu xong mọi hình phạt, khi đó người con mới hiểu được những giây phút sống trên dương gian đáng quý thế nào. Trong kiếp trước nó đã phạm không biết bao nhiêu tội ác, hiện giờ có hối lỗi thì cũng đã muộn mất rồi. Một lần Điện Diêm Vương thứ 10 Tần Quảng Vương cho triệu tập vong hồn của đứa con lên liền hỏi: tại sao ngươi không đi bắt người để làm thế thân để hoàn dương? Đứa con liền đáp: kiếp trước tôi đã làm đủ mọi việc xấu, khiến cho mọi người đều căm giận, đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi thù ghét, có người còn muốn giết tôi. Làm việc ác cho nên cũng bị mọi người mắng và nguyền rủa, cho nên tôi chỉ muốn là một người lương thiện. Tần Quảng Vương liền nói: xem rằng người chính là một ác quỷ, muốn cải ác hành thiện. Nói cho người biết, nếu người tiếp tục làm thiện quỷ thêm 3 năm nữa, ta nhất định sẽ báo lên Âm Cung Thiên Tử cho người làm một chức quan. 3 năm sau, thập điện Tần Quảng Vương lại cho gọi vong hồn của đứa con đến rồi nói: trong 3 năm qua, quả nhiên người đã cải ác hành thiện, bản thân người đã làm rất nhiều thiện sự, ta đã báo cho Âm Cung Thiên Tử và đã được ân chuẩn, này phong cho người làm chức quan, thưởng phạt ti vô thưởng, chuyên đi lo việc câu bắt ác quỷ. Kể từ đó trên người của đứa con luôn mặc một bộ trường bào màu đen, thường đi tuần tra vào lúc nửa đêm. Những ngày hành thiện thì được báo lên Âm Cung Thiên Tử, còn những người hay tà ác đều được báo về âm ti. Ngoài ra còn bắt về âm ti rất nhiều ác quỷ. Bất kể là truyền thuyết trong dân gian hay là truyền thuyết trong đạo giáo, tuy rằng thân thế của Hắc Bạch Vô Thường không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung là chuyên môn đi câu hồn phách của mọi người về âm gian. Quay trở lại với chuyện chính, thứ hai người Hắc Bạch Vô Thường, tuy trong lòng tôi đang rất lo sợ, nhưng vẫn chắp tay chào làm lễ nói: đệ tử Thất Sơn Dương Văn Nam bái kiến Hắc Bạch nhị gia. Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn tôi rồi lạnh giọng đáp: thảo nào ngươi nhận ra hai chúng ta, thì rằng ngươi là một đệ tử của đạo môn. Còn Bạch Vô Thường thấy tôi chắp tay làm lễ, cũng chắp tay lại, sau đó rồi nói: thì ra là đệ tử của đạo gia, không cần đa lễ. Tôi vội vàng hỏi Bạch Vô Thường: Vô Thường nhị gia, công việc bận rộn, không biết là lần này nhị gia đến đây là có chuyện gì không? Bạch Vô Thường cười đưa tay chỉ vào Hiểu Ký đang nằm trên giường bệnh rồi nói: người này dương số đã tận, chúng ta phụng mệnh Diêm Vương đến câu hồn phách người này xuống âm gian. Tuy trong lòng tôi đã sớm đoán được như vậy, nhưng được nghe chính miệng Bạch Vô Thường nói như vậy khiến tôi thấy bất giác rùng mình. Tôi vội vàng nói: Vô Thường nhị gia, hai người có nhầm không ạ? Tôi thấy người này đâu có tướng đoạn mạch, sao dương thọ lại đã tận được? Bạch Vô Thường cười rồi đáp: cô ta tên là Lâm Hiểu Kỳ, năm nay 23 tuổi, nhà ở đảo Thiền Thủy Hồng Kông có phải không? Đúng vậy. Tôi gật đầu thừa nhận, sau đó vội nói: nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Bạch Vô Thường chặn luôn câu nói của tôi, sau đó chỉ tay vào Hiểu Kỳ rồi nói: người ta cần câu hồn phách xuống âm gian chính là cô ta, không bao giờ sai. Đêm nay canh tư vừa tới, cũng chính là khi hồn phách của cô ta bị bắt xuống địa phủ. Canh tư? Hiện tại trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là 12:20 đêm, có nghĩa là canh tư cũng sắp đến. Canh tư tức là giờ Sửu, cũng chính là 1 giờ sáng. Nghĩ đến dương thọ của Hiểu Kỳ chỉ còn lại 40 phút, tôi bất giác vô cùng bối rối. Nghĩ đến tình cảm thân thiết của tôi với Hiểu Kỳ, nghĩ tới việc tôi đã đồng ý ở lại Hồng Kông mà một đạo quán, suốt đời chúng tôi sẽ không rời xa nhau. Nhưng tôi không thể ngờ rằng Hiểu Kỳ sẽ đi trước tôi một cách đột ngột như vậy. Trong lòng tôi vô cùng buồn bã. Tôi cố gắng giữ để không cho nước mắt trào ra, vội vàng cầu xin Hắc Bạch Vô Thường: Vô Thường nhị gia, hai người có thể tha mạng cho cô ấy được không? Tôi nhất định sẽ đốt lễ tặng hai người rất nhiều tiền vàng. Những lời tôi nói không phải là không suy nghĩ cẩn thận, bởi vì dưới âm gian, Hắc Bạch Vô Thường là hai quỷ thần rất tham tiền. Chẳng phải là có câu chỉ cần có tiền thì có thể sai khiến được cả quỷ hay sao? Câu nói này chính là từ hai người bọn họ mà ra. Nghe nói ngày trước có một con ác quỷ bị Bạch Vô Thường câu hồn xuống địa phủ,
Diêm Vương phán cho con ác quỷ đó phải xoay hết một núi đậu để đền cho tội ác của con quỷ này khi còn ở trên dương thế. Bao giờ xoay hết một núi đậu thì khi đó mới được đầu thai chuyển thế. Nhưng do người nhà của con ác quỷ kia rất giàu có, cho nên đã đốt cho hắn rất nhiều tiền vàng mã. Thế là con ác quỷ đó liền đem số tiền khổng lồ ấy để mua chuộc Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường thấy tiền liền sáng mắt. Thế là Hắc Bạch Vô Thường đi bắt về không biết cơ man nào là cô hồn dã quỷ để xây đậu thay cho con ác quỷ kia. Cho nên không đầy một năm, con ác quỷ đã xây hết một núi đậu. Cho nên trên dương gian mới có một câu thành ngữ: có tiền có thể khiến cho quỷ xây đậu. Đó là bắt nguồn từ đây. Nhưng mà nếu không có gió thì lấy đâu ra sóng. Câu nói Hắc Bạch Vô Thường là kẻ tham tiền cũng chẳng oan. Nào ngờ Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy tôi nói như vậy, vội vàng lắc đầu rồi nói: không được, việc câu hồn phách của cô ta là do đích thân Diêm Vương ra lệnh. Cho dù người có cho chúng ta nhiều tiền đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Nghe Hắc Bạch Vô Thường nói như vậy, trong lòng tôi trở nên nguội lạnh. Đúng lúc đó Hắc Vô Thường từ trước đến giờ không nói gì, bây giờ lạnh lùng nói: công việc của chúng tôi vốn bận rộn lắm rồi, bây giờ ngươi lại còn ngăn cản cầu xin, khiến cho chúng tôi thêm bận rộn. Đây toàn là do ngươi khiến cho cô ta mắc họa vào thân, hãy mau tránh ra cho chúng ta làm nhiệm vụ. Cái gì? Việc này là do ta sao? Nghe Hắc Vô Thường nói như vậy, tôi chẳng hiểu gì cả, cho nên vội vàng hỏi. Tôi không thể không kinh ngạc, thọ mệnh của một người là bắt đầu từ khi sinh ra đã được chủ định, trong sổ sinh tử đã được ghi rất rõ ràng, thông thường sẽ không vì một lý do gì khác mà thay đổi. Đương nhiên nếu trên dương gian mọi người làm đủ mọi việc ác, táng tận lương tâm, như vậy thọ mệnh nhận được báo ứng tất nhiên sẽ bị suy giảm. Nhưng mà Lâm Hiểu Kỳ đâu có việc gì tà ác, mà quan trọng nhất là thọ mệnh của Hiểu Kỳ lại có liên quan đối với tôi. Việc này làm cho tôi không khỏi kinh ngạc. Hắc Vô Thường nhìn tôi lạnh lùng rồi đáp: mỗi người khi sinh ra đều có một số mệnh. Số mệnh của mỗi người không ai giống ai. Kiếp trước làm nhiều điều ác, kiếp này phải gánh chịu. Cuộc đời vốn đã định sẵn, khác cha mẹ thì cũng khác người thân. Một kiếp cô đơn vui vẻ khó cầu. Ngươi là một đạo sĩ thất sơn, lẽ nào lại không biết được mệnh cách của mình? Mệnh cách của ngươi là suốt đời cô khổ lênh đênh, nhưng ngươi lại cứng lại số trời. Mệnh của ngươi rất là cứng, cho nên là không sao. Chẳng lẽ cô gái này lại chống lại được mệnh cách khắc thân của ngươi sao? Nhất thời tôi ngẩn người ra. Hắc Vô Thường nói đến mệnh cách của tôi. Mệnh cách này từ lâu tôi đã biết. Đúng như Hắc Vô Thường đã nói, kiếp trước làm điều ác, kiếp này phải gánh chịu. Vận mệnh của cả một đời đã được chủ định, khắc cha khắc mẹ thì cũng khắc cả người thân. Số cô khổ linh đình thì mong gì có vui vẻ hạnh phúc. Mặc dù từ lâu tôi đã biết được mệnh cách của mình, nhưng từ sau khi tôi tác pháp dùng Thiên Dương Bảo để đấu với Hà Quản gia và bị trọng thương, khi đó tôi đã quyết tâm nắm lấy vận mệnh của mình, giành giật lấy hạnh phúc cho chính mình, không cần phải để ý mệnh cách là gì nữa. Hơn nữa gần gũi với Hiểu Kỳ trong khoảng một thời gian, tôi cũng cho rằng bản thân tôi có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình. Tôi đã cho rằng hạnh phúc đích thực chỉ có thể có được khi con người ta phải giành giật lấy. Lại nữa qua một thời gian đi hành hiệp giang hồ, hành thiện tích đức, có lẽ mệnh cách của tôi cũng đã thay đổi. Nhưng mà bây giờ những lời nói của Hắc Vô Thường giống như một cây gậy đánh xuống đầu của tôi. Nó trực tiếp đặt ra tất cả mọi tưởng vọng trong tim của tôi. Nó dập tắt tất cả mọi tưởng vọng trong tim của tôi. Thì ra tất cả những việc hành thiện tích đức của tôi đều không thể thay đổi. Mệnh cách của tôi vẫn là y như cũ. Vận mệnh của tôi là do trời xanh kia nắm giữ. Bất luận là tôi có phản ứng như thế nào, cho dù tôi có đấu tranh giành giật hạnh phúc cho mình như thế nào nữa, thì tất cả đều là vô dụng. Hơn nữa cũng chính vì nguyên nhân này mà Lâm Hiểu Kỳ, người con gái mà tôi yêu thương nhất, vô tình lại bị tôi làm hại. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy vô cùng bi thương và thất vọng. Hành thiện tích đức, hành thiện tích đức làm chi nữa, khi mà người con gái tôi yêu thương nhất cuộc đời lại do chính tôi làm cho liên lụy. Tuyệt vọng, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn lại bốn chữ: tuyệt vọng và buông xuôi. Bạch Vô Thường trông thấy điệu bộ thất hồn lạc phách của tôi. Bạch Vô Thường tiến lên phía trước, vỗ vào vai của tôi rồi an ủi: đừng quá đau buồn. Tuy nói rằng số mệnh đã được định đoạt từ khi mới sinh ra, nhưng mà vận mệnh vẫn có thể thay đổi. Đó gọi là vận mệnh là do mình tạo ra, phúc là do mình tự cầu. Người hãy nên tu thiện, tự nhiên cũng sẽ thay đổi được phúc mệnh. Tu thiện? Tôi bất giác cười phá lên, điệu cười mang đầy tâm tư thê lương. Nước mắt tôi bất giác trào ra, không biết tại sao tôi lại cười như vậy. Tiếng cười vừa dứt, tôi đưa tay làm những giọt nước mắt rồi cay đắng nói: tu thiện ư? Khi tôi vừa mới sinh ra thì cha mẹ của tôi đã bị hổ ăn thịt. Sau đó tôi được sư phụ mang về nuôi dưỡng. Từ đó đến nay, có lúc nào tôi đã ngừng hành thiện tích đức chưa?
Hành thiện tích đức làm chi, khi mà người con gái yêu thương của tôi cũng không thể giữ nổi. Bạch Vô Thường thấy tôi có những biểu hiện không tin tưởng như vậy thì tiếp tục khuyên giải. Tu thiện có thể tạo thêm phúc thọ, đó là một chân lý không bao giờ thay đổi. Nếu như ngươi tiếp tục tu thiện, mệnh cách của ngươi nhất định sẽ có ngày được thay đổi. Trời xanh có mắt, cuối cùng ngươi nhận định sẽ được tăng thêm phúc thọ. Đúng lúc này Hắc Vô Thường trợn mắt lên nhìn tôi. Huỳnh đệ, đừng nói lời thổi với hắn nữa. Dù sao cũng là mệnh cách của cá nhân hắn, không có liên quan gì đến chúng ta. Hiện tại đến giờ xỉu canh tư rồi, chúng ta câu lấy hồn phách của người kia đi. Nghe Hắc Vô Thường nói như vậy, trong lòng tôi vô cùng hốt hoảng. Tôi vội vàng bước tới mặt của Bạch Vô Thường cầu khẩn. Vô Thường nhị gia, cầu xin hai người hãy tha mạng cho cô gái này. Cô ta là người bất hạnh, phần mệnh của cô ta không chủ định như vậy. Đây là hoàn toàn do tôi làm liên lụy đến cô ấy. Để từ cầu xin Vô Thượng nhị gia một con đường sống cho cô ấy, hãy cứu lấy cô ấy, nhị gia thương tình. Kể từ khi tôi vừa mới sinh ra, tôi đã khắc chết cha mẹ, khiến cho tôi phải sống một cuộc đời lênh đênh. Hiện tại nghĩ đến việc mình lại khắc chết người yêu, trong lòng tôi vô cùng bi phẫn và tự trách. Vừa mới sinh ra đã khắc chết cha mẹ, nhưng khi đó là chủ định của số mệnh, tôi còn quá nhỏ nhưng không thể can thiệp được vào. Nhưng bây giờ đối với Hiểu Kỳ thì lại khác. Cô ta không hề liên quan đến thân thích gì với tôi. Cuộc sống của cô ấy đang rất tốt. Thế số phận của tôi cô đơn lênh đênh nên đem lòng yêu tôi. Cũng chính bởi vì yêu tôi cho nên Hiểu Kỳ mới gặp đại họa lần này. Có thể nói là do chính tôi làm hại cô ấy. Nếu như Hiểu Kỳ không thoát khỏi kiếp nạn lần này thì có lẽ tôi sẽ đi cùng Hiểu Kỳ, để chúng tôi cùng nhau xuống âm gian, là một đôi không chia lìa. Còn hơn là tôi sống cả đời mà tự trách. Tôi biết vận mệnh của Hiểu Kỳ chưa đến lúc dương thọ tận, cũng không giống như một người sắp chết khác, chỉ còn biết chờ chết mà thôi. Phàm là người chân chính dương thọ đã tận đều có tồn tại những biến số. Đây cũng chính là lý do mà tôi vẫn van cầu cho Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường thấy tôi ngăn cản việc cầu hồn của Hiểu Kỳ, Hắc Vô Thường giơ tay lên giơ ra xích câu hồn, trợn trừng mắt nhìn tôi. Bất luận thế nào tôi cũng không để cho hai người câu đi hồn phách của cô ấy. Đối diện với vẻ mặt hung ác của Hắc Vô Thường, tôi nổi nóng rồi hét lên một câu để quyết đoán. Lúc này trong lòng tôi đã quyết, nếu như Hắc Bạch Vô Thường vẫn quyết định câu hồn phách của Hiểu Kỳ, như vậy tôi quyết liều mạng với hai người. Thì tôi không chắc rằng có thể chống lại được Hắc Bạch Vô Thường không, thậm chí có thể vong mạng, nhưng mà tôi sẽ làm như vậy. Cho dù mất mạng tôi cũng phải bảo vệ đến sự bình yên của người con gái tôi yêu. Người dám ngăn cản âm sai làm nhiệm vụ, người thật lớn gan lớn mật. Hôm nay Hắc Vô Thường ta sẽ câu luôn cả hồn phách của ngươi xuống gặp Diêm Vương. Hắc Vô Thường gầm lên tức tối, vừa nói vừa quăng xích câu hồn vào cổ của tôi. Thấy Hắc Vô Thường bắt đầu động thủ, tôi cũng nổi giận theo. Một tay tiểu bắt quyết đưa ra lùi kiếm quyết. Nhưng ngay lúc đó Bạch Vô Thường vội vàng bước tới trên ngang và giữ hai người rồi quát lớn. Dừng tay! Nói thực nếu như động chân động tay, tuyệt đối tôi sẽ là kẻ thua trận. Động thủ đánh lại hai âm sai của Diêm Vương chỉ là kế hạ sách. Thế Bạch Vô Thường quát dừng tay, tôi vội vàng dừng lại. Nhưng Hắc Vô Thường thấy tôi chuẩn bị tấn công lại bị Bạch Vô Thường cản lại. Hắc Vô Thường biểu lộ thái độ không phục. Hắc Vô Thường cầu nhỏ nói: Huynh đệ, tên tiểu tử này gan to bằng trời, sao huynh đệ không để cho ta cơ hồn phách của hắn xuống ẩm tì cho Diêm Vương xử tội? Bạch Vô Thường thở dài rồi nói: Đều là người một nhà, còn hỏi tôi cái gì nữa? Cái gì cũng là người một nhà? Hắc Vô Thường kinh ngạc kêu lên. Tiếp theo Hắc Vô Thường đưa mắt nhìn nghi hoặc Bạch Vô Thường rồi nói: Huynh đệ không nhầm đấy chứ, tên tiểu tử này sao lại là người nhà với chúng ta? Không chỉ có Hắc Vô Thượng, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu sao cả. Từ lúc nào tôi là người nhà của hai người vậy? Bạch Vô Thượng không trả lời Hắc Vô Thượng, rồi hỏi ngược lại: Khi chúng ta mới đến, chẳng phải anh ta nói anh ta là Dương Văn Nam hay sao? Cậu còn nhớ không? Không nhớ, nhưng mà cậu hỏi tôi có nhớ tên của tiểu tử đó để làm gì? Cậu thật đúng là... Hắc Vô Thượng tức tối đáp. Nhưng liền ngay sau đó Hắc Vô Thường cau mày hỏi: Huynh đệ, hôm nay cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ thiện tâm của cậu lại bộc phát rồi sao? Lại còn ngăn cản, cứ cho tên tiểu tử này là Dương Văn Nam thì đã sao? Bạch Vô Thường trợn mắt nhìn Hắc Vô Thường rồi đáp: Trước đây chúng ta ngồi uống rượu cùng với Dương lão gia ở Uổng Tử Thành, chẳng phải là khi đó Dương lão gia luôn nhắc đến tên tiểu tử này sao? Nghe Bạch Vô Thường nói như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Hóa ra Bạch Vô Thường nói cùng là người nhà là bởi vì Hắc Bạch Vô Thường thân với sư phụ của tôi. Thà nào Bạch Vô Thường lại đối xử với tôi như vậy? Có lẽ Hắc Vô Thường cũng đã nhận ra. Hắn kinh ngạc kêu lớn: Chẳng lẽ tên tiểu tử này chính là đệ tử của Dương lão gia ở Uổng Tư Thánh? Bạch Vô Thường cười gật đầu. Sau đó Bạch Vô Thường quay sang tôi hỏi:
Sư phụ của cậu vẫn làm quan sai ở Uông Tư Thành phải không? Tên húy của sư phụ cậu tên là gì? Tôi nhận thấy trong mối quan hệ này có lẽ sẽ thay đổi được tình thế. Thế là tôi vội vàng nói ra tên húy của sư phụ tôi. Quả nhiên Bạch Vô Thường cất tiếng cười, sau đó vỗ vai của tôi rồi nói: quả nhiên đúng là đệ tử của Dương lão gia. Tuy rằng Hắc Vô Thường đã không còn giận dữ, nhưng vẫn vỗ vào đầu của tôi rồi nói: tên tiểu tử nhà ngươi là gan quả là rất lớn, dám đối đầu với âm sai chúng ta. Có đầu lão ra đây nể mặt Dương lão gia, cho nên tha cho ngươi lần này. Đầu tôi bị Hắc Vô Thường vỗ cho một cái đến tôi tăm mặt mũi, nhưng tôi không tức giận, bởi vì tôi biết cơ hội có thể thay chuyển được. Tôi liền vui mừng nói: Vô Thường nhị gia, hai người quen biết sư phụ của tôi sao? Đúng vậy, hai chúng ta những lúc rảnh rỗi thường hay ngồi uống rượu với Dương lão gia, cho nên lúc trước khi nghe cậu xưng danh, tôi chợt nghĩ đến một đệ tử duy nhất đang còn trên dương thế của Dương lão gia. Bạch Vô Thường cười nói với tôi: nghĩ đến sư phụ dưới âm giới vẫn còn hoài niệm đến tôi, trong lòng tôi vô cùng cảm động. Có điều bây giờ không phải là lúc cảm khoái, tôi vội vàng cầu xin Hắc Bạch Vô Thường: Vô Thường nhị gia, cầu xin nhị gia hãy nể mặt sư phụ của tôi mà phá giải cho kiếp nạn này. Hiểu kỳ thực sự là bất hạnh, đều do tôi gây ra mà làm liên lụy đến cô ấy. Hắc Bạch Vô Thường quay sang nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều thở dài rồi nói: muốn phá giải được kiếp nạn này của Hiểu Kỳ không phải là không có cách, nhưng mà không do tôi làm chủ. Nghe đến đây chính tôi cũng chẳng hiểu gì cả, tôi vội vàng hỏi: tiểu tử ngu muội, mong Vô Thường nhị gia chỉ giáo. Bạch Vô Thường gật đầu chỉ tay vào tôi rồi nói: có thể phá giải kiếp nạn này cho Hiểu Kỳ hay không, không có vấn đề quan trọng. Có thể phá giải được kiếp nạn này cho Hiểu Kỳ hay không, vấn đề quan trọng nhất vẫn là do cậu. Đó chính là muốn cởi chuông cần phải do người buộc chuông. Cậu đã hiểu ý của tôi chứ? Ý của Bạch gia là chỉ cần tôi rời xa cô ấy sẽ qua được kiếp nạn này. Tôi nghi hoặc hỏi: đây là thiên cơ, tôi chỉ nói được cho đến như vậy, từ cậu đi mà tìm hiểu. Bạch Vô Thường cười rồi đáp: muốn cởi chuông cần phải do người buộc chuông. Đây chẳng phải là ám chỉ Hiểu Kỳ sẽ gặp kiếp nạn lần này, nguyên nhân hoàn toàn do tôi hay sao? Cho nên việc phá giải chỉ cần tôi rời xa cô ấy là được. Nghĩ đến đây tôi thấy mình đã đoán đúng, tôi liền quay sang nói với Hắc Bạch Vô Thường: sáng sớm ngày mai tôi sẽ vĩnh viễn rời xa cô ấy. Vẫn xin Hắc Bạch nhị gia giơ cao đánh khẽ, lưu tình tha cho cô ấy một mạng. Đương nhiên là thế rồi. Bạch Vô Thường cười, hiển nhiên tôi đã đoán đúng cách phá giải. Quả nhiên chỉ cần tôi vĩnh viễn rời xa Hiểu Kỳ, Hiểu Kỳ sẽ chẳng sao. Phương pháp hóa giải đơn giản như thế này, đáng lẽ từ lâu tôi phải biết mới đúng. Thế nhưng mà có lẽ trong lòng vẫn còn quá lo lắng cho Hiểu Kỳ, cho nên tôi nhất thời chỉ biết phải đi đâu để rời xa cô ấy. Thế Bạch Vô Thường đã đáp ứng lời cầu khẩn của tôi vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần Hiểu Kỳ không sao, tôi chấp nhận sẽ sống cô độc cả một đời. Tôi tạ ơn Hắc Bạch Vô Thường. Khi Hắc Bạch Vô Thường đang chuẩn bị rời đi, Hắc Vô Thường đột nhiên quay đầu lại nói với tôi: thế cậu là người thân duy nhất của Dương lão gia, tôi nói cho cậu biết, trước đây chúng ta đã khuyên cậu không sai, chỉ có một biện pháp duy nhất là tu thiện mới có thể thay đổi được số phận. Cho đến hiện nay cậu vẫn chưa còn thay được số mệnh. Thứ nhất là cậu còn chưa tích đủ âm đức, thứ hai ông trời sắp đặt cho cậu một vận mệnh khác, cho nên cậu không được buông bỏ cái việc hành thiện tích đức. Hắc Vô Thường lúc trước đối với tôi hung dữ như vậy, không ngờ trước khi đi còn quay lại quan tâm đến tôi như vậy. Điều này thực sự khiến tôi cảm động vô cùng. Có điều Hắc Vô Thường nói những câu này khiến cho tôi vô cùng nghi hoặc. Thế nào gọi là trời xanh sẽ sắp đặt cho tôi một vận mệnh khác? Câu nói này lúc trước Bạch Vô Thường cũng đã nói qua. Chẳng lẽ trời xanh còn bắt tôi phải làm một việc gì khác nữa hay sao? Nghĩ đến đây tôi liền cau mày hỏi Hắc Vô Thường: Hắc gia, trời xanh sắp đặt cho tôi một vận mệnh khác, phải chăng câu nói này có điều gì đó ẩn dụ? Hắc Vô Thường đang định trả lời tôi thì Bạch Vô Thường vội vàng ngăn lại rồi nói: lão phạm, thiên cơ không thể lộ. Hắc Vô Thường gật đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay sang tôi rồi nói: nếu cậu muốn cải biến vận mệnh của cậu, cậu nhất định phải tìm đủ ba vật. Nghe Hắc Vô Thường nói, tôi càng trở nên tủ mù hơn. Cái gì gọi là thiên cơ không thể lộ? Chẳng lẽ mệnh cách của tôi còn dẫn dắt đến một thiên cơ nào đó? Lại còn về tìm đủ ba vật nữa, ba vật đó rốt cuộc là những thứ gì? Tôi vội vàng hỏi Hắc Vô Thường: ba thứ vật đó là gì vậy Hắc gia? Lúc này Bạch Vô Thường vội vàng lôi tay của Hắc Vô Thường ra, rồi lắc đầu ra hiệu không nên nói. Nhưng Hắc Vô Thường không để ý đến Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường cười nói với tôi: ba vật đó là ác quỷ chi lệ, tử mẫu chi tâm, lân trùng chi đan. Chỉ cần cậu tìm đủ ba thứ này, như vậy vận mệnh của cậu sẽ được thay đổi. Bạch Vô Thường thấy Hắc Vô Thường nói ra những lời này, bất giác chỉ thở dài. Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Vô Thường như vậy, tôi biết là Hắc Vô Thường đã nói ra lộ thiên cơ.
Nếu không tự nhiên Bạch Vô Thường sẽ không thở dài như vậy. Chỉ là Hắc Vô Thường đã tiết lộ cho tôi biết ba thứ mà tôi cần tìm. Tôi thực sự không hiểu gì cả. Chẳng lẽ vận mệnh của tôi lại có liên quan đến ba thứ này sao? Nước mắt của ác quỷ thì tôi biết, đó chính là nước mắt chảy ra từ ác quỷ. Nó là đại biểu cho sự hối hận trùng sinh, cũng là đại biểu cho tình yêu và lương thiện. Nhưng mà mẫu tử chi tâm, lân trùng chi đan là cái gì tôi không hề hay biết. Tôi vội vàng hỏi lại Hắc Vô Thường. Hắc giả, ác quỷ chi lệ thì tôi biết, nhưng mà mẫu tử chi tâm và lân trùng chi đan là vật gì? Tại sao tôi phải tìm lại ba thứ đó thì mới có thể thay đổi được vận mệnh? Chẳng lẽ vận mệnh của tôi có liên quan đến ba vật này hay sao? Ta đã tiết lộ thiên cơ rồi, không thể nói thêm được nữa. Dù sao thì cậu muốn thay đổi mệnh cách, nên trời xanh sẽ sắp đặt cậu phải đi tìm ba vật đó. Khi nào tìm được thì khi đó vận cách của cậu sẽ thay đổi. Cậu hãy tự mình suy nghĩ đi. Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường lắc mình rồi biến mất. Còn Bạch Vô Thường đứng bên cạnh chỉ nhìn tôi thở dài sau đó rồi nói: Khắc tinh ly thân, khổ chủ thoát thân, có thể sống. Nói xong chỉ trong chớp mắt, Bạch Vô Thường cũng biến mất, để lại tôi đầu óc như là một màn xương. Lại là tự mình đi suy đoán. Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, trong đầu như là có xương răng. Chẳng lẽ mẫu tử chi tâm là bảo tôi đi tìm trái tim của người mẹ và đứa con sao? Nếu quả thật như vậy, vậy chẳng phải là tôi đang giống như một cương thi rồi sao? Lại còn lân trùng chi đan thì tôi lại chẳng hiểu gì cả. Không chỉ có vậy, ngay cả thứ duy nhất mà tôi biết là nước mắt ác quỷ, muốn lấy được nó còn khó hơn lên trời. Cần phải biết rằng thông thường quỷ không bao giờ khóc, huống hồ là ác quỷ. Ác quỷ vốn bản thân của nó mang đầy oán khí và hận khí, nếu muốn làm cho nó khóc, vậy thì trên thế gian này đã chẳng còn quỷ nữa. Đây cũng là lý do trên suốt dọc hành trình, nếu gặp phải ác quỷ, đa phần đều bị tôi đánh cho hồn phi phách tán. Chỉ có thể làm như vậy mới không để cho nó cơ hội hại người nữa. Tôi cúi xuống nhìn Hiểu Kỳ đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh mà thở dài, đem toàn bộ mối nghi hoặc trong lòng đặt sang một bên. Bất kể là sau này vận mệnh của tôi thế nào, chỉ cần Hiểu Kỳ bình an là được. Tôi ngồi xuống mép giường ngắm nhìn khuôn mặt trắng tái của Hiểu Kỳ, nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nhau. Tuy rằng thời gian chưa dài, mới chỉ là mấy hôm mà thôi, nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu chân thật mà Hiểu Kỳ đã dành cho tôi. Nghĩ đến bản thân của mình bắt buộc phải rời xa Hiểu Kỳ, trong lòng tôi vô cùng đau đớn. Có lẽ đây chính là sự đùa giỡn của số phận. Tôi nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của Hiểu Kỳ, rồi thầm thì nói với cô ta: Hiểu Kỳ, anh ngàn lần xin lỗi em. Trước đây anh đã từng hứa với em, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng bây giờ anh đành phải nuốt lời. Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh. Hiểu Kỳ, hy vọng em sau này sẽ tìm được hạnh phúc. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt của tôi đã lã chã rơi trên khuôn mặt xanh xao của Hiểu Kỳ. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn Hiểu Kỳ thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Cuộc đời của tôi chỉ trừ tôi đã khóc khi tôi còn bé. Lớn lên tôi lại khóc thêm một lần nữa khi ở dưới Uổng Tử Thành gặp lại sư phụ. Đây là lần thứ hai tôi khóc. Tôi thực sự đã yêu, thực sự đã yêu thương Hiểu Kỳ. Cứ ngỡ sau những tháng ngày linh đênh, tôi đã có được một gia đình nhỏ đầm ấm. Nhưng mà trời xanh đã nghiệt ngã bắt tôi phải lựa chọn rời xa Hiểu Kỳ. Có lẽ đây chính là nỗi đau khổ nhất mà con người trên thế gian. Có điều vì muốn cho người tôi yêu thương được bình an, tôi chấp nhận một cuộc sống cô đơn một mình rời đi. Bởi vì đây hoàn toàn là do tôi phạm phải sai lầm. Không biết tại sao lúc này trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn. Vừa muốn sau khi tôi rời đi, Hiểu Kỳ có thể quên được tôi, có thể tìm cho mình được một hạnh phúc mới. Nhưng trong một góc khuất nằm sâu thẳm trong trái tim vẫn còn đang gào thét: Hiểu Kỳ, hãy chờ đợi anh. Hãy chờ anh để tìm đủ ba thứ kia về. Khi đó vận mệnh của anh đã được thay đổi. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tôi cố gắng đè nén tiếng gọi từ trong đáy tâm hồn, bởi vì tôi biết điều đó là không thể. Tạm thời chưa cần nói đến ba thứ kia có hay không, mà nếu như trên thế gian này thực sự có ba điều đó, vậy thì tôi phải chờ đợi đến tận năm nào mới có thể thu thập đủ. Huống hồ tôi đã làm hại Hiểu Kỳ, khiến cho Hiểu Kỳ suýt nữa thì mất mạng, lại phải chịu đựng thêm một thực tế đau lòng khi tôi ra đi không một lời từ giã. Nhất định Hiểu Kỳ sẽ rất đau lòng. Vậy mà tôi còn hy vọng Hiểu Kỳ sẽ chờ đợi tôi, cho nên tôi gắng dằn lòng áp chế tiếng gọi từ đáy con tim. Thực ra con tim tôi bây giờ đã tàn nát, nó đau đớn giống như là có ai đó đang dùng dao để cắt từng nhát vào trái tim của tôi vậy. Lúc này tôi giống như một kẻ mất hồn, trong đầu chỉ còn lại toàn những hình ảnh của Hiểu Kỳ. Nhưng đúng lúc tôi vừa ra đến cổng bệnh viện, đột nhiên có một người lôi tay tôi lại. Đại sư, đại sư định đi đâu? Tôi chậm chậm quay đầu lại, thì ra người vừa kéo tay tôi lại chính là Lâm Chính Hòa. Trên tay của ông ta cầm một ca men canh gà. Thế người đó chính là Lâm Chính Hòa,
Tôi cố gắng lắc đầu gạt bỏ hình ảnh của Hiểu Kỳ ra khỏi đầu rồi nói: Lâm tiên sinh, tôi phải đi rồi. Hiểu Kỳ sẽ không sao đâu, tiên sinh cứ yên tâm. Có lẽ Lâm Chính Hòa đã phát giác ra tâm trạng bất thường của tôi. Ông ta vội vàng hỏi: Đại sư, ý của đại sư là đại sư sẽ rời khỏi Hồng Kông? Đúng vậy, dù sao thì mọi rắc rối trong nhà của Lâm tiên sinh cũng đã được giải quyết xong. Có lẽ đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này. Tôi gật đầu buồn bã đáp: Đại sư không cần phải giấu. Chuyện của đại sư và Hiểu Kỳ tôi đã biết từ lâu. Đại sư và Hiểu Kỳ thực sự yêu nhau, tôi có thể nhận thấy được. Nay đột nhiên đại sư rời đi khỏi Hồng Kông, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Đại sư không nên giấu tôi. Lâm Chính Hòa vội vàng hỏi tôi. Nghe những lời này của Lâm Chính Hòa, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Không ngờ Lâm Chính Hòa đã biết chuyện của tôi và Hiểu Kỳ từ lâu. Nhìn đôi mắt lo lắng của Lâm Chính Hòa, tôi chỉ thở dài rồi nói: Lâm tiên sinh, ý trời khó cưỡng, tôi bắt buộc phải rời xa Hiểu Kỳ. Chỉ có như vậy Hiểu Kỳ mới có thể sống được bình yên. Nghe tôi nói như vậy, Lâm Chính Hòa càng tỏ ra lo lắng. Đại sư nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ nếu đại sư ở cùng Hiểu Kỳ, Hiểu Kỳ sẽ gặp nguy hiểm sao? Lâm tiên sinh, nói tóm lại bắt buộc là tôi phải rời đi. Hiểu Kỳ hôm nay nhất định sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó xin tiên sinh hãy an ủi cô ấy giúp tôi. Hãy nói với Hiểu Kỳ rằng đừng chờ đợi tôi nữa. Hãy nói rằng ngàn lần tôi xin lỗi cô ấy. Nói đến đây tôi liền sải bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Bởi vì tôi chỉ sợ nói thêm những câu nữa thì nước mắt tôi sẽ rơi xuống. Đại sư, mong đại sư hãy bảo trọng. Bất kể thế nào, âm đức của đại sư gia đình chúng tôi không bao giờ quên. Phía sau lưng của tôi, Lâm Chính Hòa đang nói với Thèo những lời nói chân thành. Lúc này trời đã bắt đầu sáng rõ. Tôi quay trở về Lâm gia. Tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc của tôi trong chiếc ba lô, rồi ra cổng gọi một chiếc taxi đi thẳng ra ngoài sân bay. Lúc này tôi chẳng còn mục đích gì nữa. Thấy có chuyến bay sớm nhất bay về Việt Nam, tôi cũng chẳng buồn xem máy bay hạ cánh ở sân bay nào. Tôi mua đại một vé sau đó lên máy bay. Ngồi trên máy bay, trong đầu tôi hiện lên chỉ toàn hình ảnh của Hiểu Kỳ. Không biết lúc này Hiểu Kỳ đã tỉnh dậy hay chưa. Nghĩ tới lúc tỉnh dậy, Hiểu Kỳ phát hiện ra tôi đã âm thầm bỏ đi. Không biết Hiểu Kỳ sẽ đau lòng đến mức độ nào. Trong vô vàn hình ảnh của Hiểu Kỳ, tôi lập tức thiếp đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, cuốn số 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn số 3 của bộ truyện này.